Hello anh em nhá, thì nay lên luôn cái phần 2 cho anh em xem cho nó máu. Màn một này thì có mấy con đọc báo vừa khỏe vừa trâu lại còn đi nhanh, đúng là mất dạy. Thì mình sẽ thử hết mấy cái cây mới cho anh em xem nhé, thử rồi đánh thật cũng không tốn thời gian lắm đâu. Màn này mình thử cây nấm không xu thôi chứ thắng bằng sức mạnh tình bạn à. Game nó khó quá thì mình đành chọn những cây tủ của mình thôi, chứ không có cái đậu bùi thắng nổi. Anh em thấy con zombie đọc báo nổ thì dùng hoa ăn thịt sửa ngay khi nó còn trong trứng nhé, chứ đừng để nó rách báo là mất 10 phút đấy anh em ạ. Trồng một hàng băng là đủ rồi nhé, chứ trồng nhiều nó rách báo có mà ăn đầu bùi đấy. Trồng để làm chậm thôi chứ làm cho nó nhanh hơn thì còn cãi nịt.
Thì màn này là màn khó nhất, cái mod này luôn anh em nhé. Màn không thể thắng được. Anh em nào mà dùng tay không mà không gian lận mà thắng màn này thì anh em mình cho mình xin cái in tư, xem trình độ anh em như nào, thần thánh phương nào có thể thắng được màn này bằng tay không nhé. Chứ còn không gian lận thì mình chịu thôi. Nó zombie nó ra nhiều này, mà nó lại khá lâu. Màn lâu lắm anh em ạ. Mod xúc khó 10 thì mod này khó 1000 anh em ạ. Nó ra nhiều lắm anh em ạ. Mình gian lận mình còn thua mấy lần đấy. Đây là mình chưa gian lận nhá. Đây là cái đoạn này là mình chơi thử sức xem như nào. Ủa ôi, không thể làm gì được anh em ạ. Đấy chỉ là lúc đầu mà nó đã ra nhiều như này rồi. Về sau á, cái phần mềm auto kick của mình á, nó còn không theo kịp luôn đấy. Nếu mình không ăn mộ là nó không thể theo kịp luôn. Nói thật, vừa lag máy này, vừa lâu này, vừa spam ra nhiều zombie này. Nói chung là cái màn này chắc là game tạo ra để cho mình auto kick chứ không bằng tay không được đâu anh ạ. Mình nói thật, khó mãi lìn ra, mình không thể thắng nổi. Mình chơi tay không chỉ được thế này thôi. Mình, cái con chuột của mình nó cũng cầu cứu mình bao lần rồi đấy. Bây giờ mà mình chơi nữa chắc con chuột mình đột quỵ mất. Nó mà không nát máy thì chắc mình chống cự được thêm vài giây nữa. Nhưng mà nó ra nhiều thì tương đương với máy mình nó lag. Máy mình nó lag thì mình sẽ bị delay á. Mình khó nhìn vẫn nhìn ra. Nhất là cái con chuột á, zombie nó đông mình còn chả nhìn thấy cái búa đâu. Mình nói thật, mình chả nhìn nổi cái búa đâu luôn. Zombie nó đông kinh khủng. À mà đây là mình không tua nhanh đâu nhá. Chứ còn zombie về lết á, ui nó nhanh kinh khủng luôn. Nó nhanh mà auto kick mình theo chuột, mình còn không kịp á. Đây có lẽ là màn mình chơi tay không tốt nhất rồi. Đây là màn mình chơi tay không mà được tận 1/5 luôn ấy. Thôi thì mình đánh gian lận thôi nhá. Xin lỗi anh em nhá, làm anh em thất vọng rồi.
mình sẽ quay hết sạch màn này, không tua nhanh gì anh em nhé. Để anh cho anh em xem thấy độ khó của nó như nào. Đây là mình đã gian lận auto kick rồi nhá. Anh em cứ xem đi nhá. Mình không tua nhanh đâu nhá anh em. Đây là mình auto kick nên anh em cảm thấy nó nhanh thôi chứ mình không hề tua nhanh nhá. Anh em nào có phần mềm gian lận dễ hơn thì anh em cứ dùng thôi, chứ màn này không gian lận hình như là không thể thắng được. Mình chưa thấy ai thắng màn này mà không gian lận được. Nên là anh em nào có phần mềm gian lận tốt hơn thì cứ gian lận thôi, mình cứ tự tin lên. Anh em nếu anh em nào dùng phần mềm gian lận như mình á, kiểu auto kick vào đúng một con chuột á, thì anh em ăn mộ, anh em ăn những cái mộ cho nó gom hết vào một chỗ á, thì anh em gõ nó sẽ dễ hơn. Máy của mình khá yếu thế nên là mình phải gom hết chúng nó lại, không tí nữa là ra nhiều zombie á. Thì lúc đấy thì mình gõ không nổi đâu, vì con chuột của mình nó bị delay mà nó vuốt chả được luôn vì nó lag kinh khủng. Đánh nãy giờ mà dùng auto kick mà mới được có 1/4 cái màn này đấy. Anh em thấy nó lâu như thế nào không? Tí á, nó còn ra nhiều hơn thế này cơ. Thế nên là anh em cứ chuẩn bị tinh thần đi. Đấy, bắt đầu đấy. Mày được có 1/4 cái màn, còn chưa được nửa màn mà nó đã bắt đầu có dấu hiệu của việc là đơ đơ lác lác rồi đấy. Thì anh em bảo mình cái gì hạn chế chửi bậy thì mình cũng hạn chế thôi. Đấy, anh em thích thì ok thôi, mình cũng thoải mái mà. Nói chung là mấy cái vấn đề này thì anh em nói thì mình tiếp thu ngay mà. Quãi đạn luôn. Mẹ, trận đánh gì mà lâu kinh khủng. Đã khó lại còn lâu nữa chứ. Nấm thôi miên thì không có gì thay đổi cả. Hình như là được cái là nó hồi nhanh hơn một xíu anh em ạ.
Nhưng mà ở cái mod này thì nấm thôi miên thì mình thấy hữu dụng vãi lìn luôn. Thề, nấm thôi miên hữu dụng lắm. Anh em lên chơi con này nhá. Chứ còn ở cái mod xúc kia, nấm thôi miên nó là cái mộ ấy, trông nó báo kinh khủng.